Khi cán mốc 100 triệu dân vào trung tuần tháng 4 tới, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có quy mô dân số 100 triệu người. Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức sự kiện dân số đạt 100 triệu người. Hiện Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đang phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng kế hoạch, chủ đề, thông điệp chào đón sự kiện này. Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế cho biết, khi dân số đạt 100 triệu người, Việt Nam sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Chúng ta đang ở trong thời kỳ dân số hóa, nhưng đồng thời chúng ta cũng đang ở trong thời kỳ gọi là già hóa dân số, bắt đầu từ năm 2011. Và cũng theo dự báo của Tổng cục Thống kê thì cũng sẽ kết thúc vào năm 2038 với cái số lượng người cao tuổi trên 60 tuổi đạt là 20%. Thì là một xã hội già hóa với cái số lượng người cao tuổi rất lớn. Hiện nay số lượng người cao tuổi tương đương là khoảng 12 triệu. Là một cái việc là hết sức thách thức. Thế ngoài ra thì với quy mô dân số 100 triệu người như vậy thì về cái phần mặt cơ cấu dân số cũng còn nhiều vấn đề thách thức, ví dụ như là mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh và những cái vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng dân số, rồi những cái vấn đề về phân bố dân cư thì còn rất nhiều vấn đề thách thức.